con bơ vơ một mình. Đừng bỏ con mẹ ơi, hãy cho con được sinh ra đời. Con nào có tội tình chi bơ một mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính ngưỡng bái bạch giáo thọ sư chủ nhiệm bộ môn đạo đức học. Kính thưa chư huynh đệ đồng học, hôm nay tổ bốn chúng con là tổ thuyết trình đầu tiên của học kỳ năm này. Con xin kính mời các thành viên của tổ tham dự buổi thuyết trình lên trên đây để ra mắt đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Xin mời sư cô Nghiêm Liên, sư cô Tâm Thanh, sư cô Bảo Chánh, thầy Sương Đạt, thầy Quy Thuận, thầy Thiện Khánh và sư cô Tuệ Ngọc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa, kính bạch giáo thọ sư chủ nhiệm bộ môn Hoằng đạo đức học. Kính thưa chư huynh đệ đồng học, hôm nay tổ bốn chúng con sẽ thuyết trình một đề tài nóng bỏng của xã hội, đó là nói về vấn đề nạo phá thai. Trước khi bước vào buổi thuyết trình, con xin sơ lược về kết cấu giảng bài cùng chư huynh đệ tham dự buổi thuyết trình hôm nay. Đầu tiên là kết cấu giảng bài gồm có 3 phần: phần dẫn nhập, phần nội dung. Trong phần nội dung gồm có 5 đề mục như sau: 1. Sơ lược về thực trạng và nguyên nhân đưa đến việc phá thai. 2. Hậu quả của việc nạo phá thai. 3. Một số quan điểm đối với vấn đề phá thai trong Phật giáo. 4. Giải pháp cho vấn đề phá thai. 5. Phải dạy gì cho những đối tượng đã lỡ phá thai trong trách nhiệm của một người hoằng pháp. Và cuối cùng phần thứ 3, kết luận. Và thành viên thuyết trình gồm có 6 người: sư cô Thích Nữ Nghiêm Liên, sư cô Thích Nữ Tâm Thanh, sư cô Thích Nữ Bảo Chánh, thầy Sương Đạt, thầy Quy Thuận, thầy Thiện Khánh và cuối cùng là sư cô Tuệ Ngọc. Và đến đây chúng con xin kết thúc phần giới thiệu. Chúng con xin mời sư cô Thích Nữ Nghiêm Liên lên đảm trách phần thuyết trình của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Mô Phật. Trước khi trình bày phần thuyết trình của tổ với đề tài quan niệm của Phật giáo về vấn đề phá thai, trước hết tổ bốn chúng con xin được gửi đến đại đức giáo thọ và đại chúng lời chúc sức khỏe và lời chào hoan hỷ nhất. Mô Phật. Giờ đây chúng con xin được bắt đầu trình bày phần thuyết trình của mình. Những câu danh ngôn của các bậc vĩ nhân luôn hàm chứa tính nhân văn và tính thẩm mỹ và tính triết lý cao cả. Nhà văn Gorky cũng có một câu làm cho con không khỏi băn khoăn suy nghĩ: nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, chính là nơi không có tình thương. Cái lạnh của Bắc Cực là sự giá rét của đất trời. Ở nơi đó thiên nhiên không, ở nơi đó khí hậu không được ưu đãi, cho nên sự sống khó có thể tồn tại với điều kiện sống như thế. Nhưng cái lạnh từ trong câu nói trên không dừng lại ở hàm nghĩa nông cạn, mà khi chúng ta đọc kỹ câu danh ngôn, chúng ta sẽ hiểu nhà văn như đang muốn gửi đến chúng ta suy nghĩ mới về khái niệm lạnh. Đó là sự lạnh lẽo khi con người ta thiếu vắng đi tình thương giữa con người với con người và giữa con người với muôn loài. Khi nhắc đến tình thương thì chúng ta liền nghĩ đến tình thương của người mẹ dành cho những đứa con của mình. Đó là một lời vốn đi liếng mẹ trao, mẹ cho tất cả, mẹ nào giữ riêng, mẹ hiền như một bà tiên, mẹ theo con suốt hành trình con đi. Ôi biết bao nhiêu ngôn từ và bút mực nào có thể diễn tả hết công ơn bao la biển trời của mẹ. Tình thương đó được thể hiện qua những hình ảnh người mẹ luôn là đề tài cao đẹp nhất. Thế nhưng cái lạnh mà nhà văn Gorky muốn nói ở đây chính là sự quắc hẳn trong tim khi một hài nhi bé nhỏ bị từ bỏ vì những lý do bất đắc dĩ nào đó, mà hình ảnh người mẹ từ trong bài hát sau đây đã nói lên người mẹ như là một cái gì đó ác độc lắm mà nhạc sĩ Nguyễn Quốc Việt đã sáng tác bài hát Xin Đừng Bỏ Con Mẹ Ơi. Mô Phật. Con xin được đại chúng cùng lắng nghe bài hát. Mẹ ơi,
đừng bỏ con bơ vơ một mình. Đừng bỏ con mẹ ơi, hãy cho con được sinh ra đời. Con nào có tội tình chi mà sao không cho con bên mẹ. Được sinh ra đời, xin cho con một kiếp người, ban cho con tình thương nồng ấm.
đó là những tiếng thét kêu gào thảm thiết của những hài nhi vô tội bị từ bỏ vì những lý do bất đắc dĩ nào đó. Cho nên, người phụ nữ vì mặc cảm ê chề với trước cảnh bụng mang dạ chữa mà người nam đã chối bỏ trách nhiệm, mặc cho người phụ nữ phải chống chọi với bao nỗi mặc cảm xấu hổ với gia đình, bạn bè, xã hội và người thân, vì học hành, vì công danh sự nghiệp, bao nhiêu mơ ước dường như sụp đổ, bao nỗi hoang mang, lo lắng, vì họ phải nghĩ đến tương lai của mình. Cho nên người phụ nữ đó đã chọn một phương án tồi tệ nhất, đó là phá bỏ đi bào thai, cũng chính là sự đồng nghĩa họ đã giết hại chính đứa con mà mình đang cưu mang. Bởi lẽ bào thai là một mầm sống, là sinh mạng cần được bảo vệ. Bởi điều này cũng không phải để nói rằng phá thai là một việc kém quan trọng, mà điều mà quan điểm ở đây chính là sự thiếu tôn trọng đời sống hiện tại cần được khắc phục. Do đó, hiện nay nạn nạo phá thai ở nút lứa tuổi vị thành niên đã dóng lên hồi chuông báo động. Cho nên vì trước tình trạng đó thì quan điểm của Phật giáo về vấn đề phá thai, trước hết đạo Phật là đạo từ bi, luôn tôn trọng sự sống và bảo vệ sinh mạng của mọi loài. Đạo Phật không phản đối các biện pháp hạn chế sanh đẻ bằng cách ngừa thai, nhưng đó là vấn đề hệ trọng về mặt đạo đức mà Phật giáo hiện nay đang quan tâm như thế nào. Thì tiếp theo sau đây chúng con xin được mời sư cô Tâm Thanh sẽ trình bày rõ hơn về phần sơ lược về thực trạng và nguyên nhân đưa đến việc phá thai. Mô Phật, xin mời cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo như lời của sư cô Nghiêm Liên vừa nói, thì vấn đề nạo phá thai hiện nay nó rất là nóng bỏng. Cho nên con muốn trình bày ở cái cạnh đó là, thứ nhất là thực trạng. Vì sao có hiện nay thì thực trạng nạo phá thai đã xảy ra rất nhiều, không phải riêng ở một cá nhân hay một gia đình, một tập thể, một xã hội nào đó, mà vấn đề nạo phá thai là một vấn nạn của các quốc gia trên toàn thế giới. Thì theo vấn đề nạo phá thai này không chỉ xảy ra ở các nước nghèo mà các nước phát triển thì nó cũng ngày một gia tăng lên. Về theo như thống kê mà ở Trung Quốc vào năm 2009 thì số người kỹ số ca nạo phá thai là bình quân mỗi năm là khoảng 13 triệu ca. Và đối với nước Liên Hiệp Quốc thì thống kê rằng cứ 1.000 người ở phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ thì có 24 người ở đất nước Trung Quốc là rơi vào tình trạng phá thai. Còn ở Nga thì con số này cao hơn, đó là 50 người trên 1.000 người. Mà một nước con cũng muốn nhắc đến đó là Hàn Quốc. Hàn Quốc là một đất nước có luật chống nạo phá thai, nhưng tỷ số nạo phá thai ở nước này cũng không kém. Tuy nhiên trong những năm gần đây thì Hàn Quốc tỷ số nạo phá thai có phần giảm xuống. Cũng có thể một nguyên nhân mà chúng ta nói đến là do cái đất nước này có luật chống nạo phá thai, cho nên cũng có nhiều người họ phá thai nhưng mà họ đi ra nước ngoài để phá thai. Vì nếu phá thai ở đất nước Hàn Quốc thì họ sẽ bị đi tù, cho nên con số nạo phá thai đã được ngày một giảm xuống đối với đất nước Hàn Quốc. Theo như Cục Thống kê Dân số Việt Nam thống kê được là ở Mỹ, nửa số phụ nữ là có khoảng bình quân là 10 người là rơi vào tình trạng là có thai ngoài ý muốn. Thì trong đó thì đã có đến 4 trường hợp là đi đến quyết định là nạo phá thai. Để chấm dứt cái kết quả đó nhanh gọn lẹ, đó là người ta giải quyết bằng biện pháp phá thai. Thì vấn đề phá thai ở các nước trên thế giới, không chỉ riêng các phụ nữ ở châu Á hay châu Âu hay châu Mỹ một châu nào đó, mà tất cả hầu như phụ nữ trên thế giới đều rơi vào trong cái tình trạng này. Và đối với Việt Nam chúng ta cũng không ngoài cái vấn nạn này. Việt Nam với dân số là khoảng 90 triệu dân, nhưng tỷ số nạo phá thai lại được xếp vào hàng thứ 5 trên thế giới và là đứng đầu trong các nước Đông Nam Á về tệ nạn nạo phá thai này. Thì
Theo thống kê được biết là cứ một đứa bé sinh ra đời thì có một bào thai bị bỏ đi, cho nên là bình quân mà hiện nay số ca nạo phá thai ở Việt Nam là từ 300.000 ca đến khoảng 700.000 ca, dao động từ cái khoảng đó, mà tỷ số sinh thì tương đương với tỷ số nạo phá thai. Và đặc biệt là trong đó thì có khoảng 20%, đó là tỷ lệ vị thành niên. Tổng số người nạo phá thai trong độ tuổi vị thành niên theo Bệnh viện Từ Vũ cho biết đó là trong khoảng 6 năm liên tiếp thì tỷ lệ tuổi trẻ vị thành niên nạo phá thai tăng nhanh qua từng năm. Cụ thể như là năm 2007 thì cái tỷ số tuổi trẻ vị thành niên phá thai này là 3,1%, nhưng mà đến năm 2010 thì tỷ số này nó đã lên đến 6,8%, và năm 2011 và năm 2012 thì tỷ số này lên đến 6,4%. Như vậy thì cho thấy Việt Nam chúng ta đang rất là vấn nạn nạo phá thai này đang là một tình trạng cấp thiết, và chúng ta cần phải nghĩ đến những cái biện pháp để giải quyết vấn đề này. Thì con thấy trên các trang mạng Facebook người ta cũng đưa nói rất nhiều về cái tình trạng phá thai này, và họ có những yêu cầu như là muốn đất nước ta cũng có một bộ luật để chống phá thai như chẳng hạn như nước Hàn Quốc. Và nguyên nhân vì đâu dẫn đến cái tình trạng phá thai này thì có rất là nhiều nguyên nhân để dẫn đến tình trạng phá thai, nhưng mà theo con thì thứ nhất đó là do các em thiếu kiến thức về giới tính. Thì ở tuổi trưởng thành, do các em thiếu kiến thức về giới tính cho nên các em tự tìm hiểu qua bạn bè xung quanh hoặc là trên các trang mạng qua những cái thước phim không lành mạnh dẫn đến cái tình trạng này. Thứ hai là ở độ tuổi lứa tuổi yêu nhau thì có đôi khi các bạn không làm chủ được bản thân mình và đưa đến cái tình trạng là có thai. Và để kết thúc cái hậu quả này đó là các bạn đã nghĩ đến phương pháp là phá thai. Và theo như bác sĩ Lý Thị, theo như bà Lý Thị Mai, chuyên viên tư vấn hôn nhân và gia đình thành phố Hồ Chí Minh cho biết là một số bạn trẻ khi yêu nhau thì do lúc yêu nhau không làm chủ được mình đó thì đưa đến có thai, thì người bạn của mình là người nam đã từ chối và đưa đến cho người nữ phải đi đến một quyết định đó là phá thai để bảo vệ cái danh dự của mình là không chồng mà tự nhiên lại có con, cho nên là họ quyết định là đi đến quyết định là phải phá thai. Vì đây là một dư luận rất là quan trọng đối với người nữ của chúng ta. Nếu mà tự nhiên không chồng mà có con thì người ta sẽ nói rất nhiều, nên các bạn nghĩ là xấu hổ, cho nên các bạn đã tự đi giải quyết cái vấn đề đó. Và một nguyên nhân nữa đó là qua gia đình không có quan tâm chăm sóc các em và quá lỏng lẻo. Cha mẹ cứ lo tìm kiếm các công việc làm, tìm kiếm kế sinh nhai, lo cho gia đình mà quên đi phần lo lắng chăm sóc cho con cái mình ở trên cái mặt tâm lý. Khi mà con cái trưởng thành thì cha mẹ chính là những người phải dạy cho các em về kiến thức giới tính. Nhưng mà đằng này do công việc làm ăn cho nên cha mẹ đã bỏ bê và đưa đến các em là đi đến các cái tệ nạn, tham gia vui chơi và dẫn đến cái tình trạng này. Và một vấn đề nữa con cũng muốn nói đến đó là cái nguyên nhân là ngày nay khi mà phương Tây chúng ta du nhập vào đất nước chúng ta thì các bạn trẻ đã theo như cái phương Tây đó là tự do vui chơi và thỏa mãn tính dục. Thì trong nhiều bạn trẻ ngày nay lại có một quan niệm đó là trong tình yêu cần phải có tình dục, nhưng mà thực chất trong tình dục chưa chắc đã có tình yêu, nhưng các bạn lại không có hiểu được vấn đề này. Và khi mà các bạn đi đến cái quan hệ tình dục rồi thì có thai thì lại bị rơi vào cái hoàn cảnh là bị bỏ rơi và bắt buộc bạn gái phải đi nạo phá thai để bỏ đi cái mặc cảm tội lỗi của mình. Thì một vấn đề mà một nguyên nhân nữa đó là tính dục gia tăng, cho nên á thì ngày nay cũng có rất nhiều tình trạng đó là loạn luân giữa cha ông nội, hay đều có cái tình trạng là quan hệ xâm phạm đến trẻ em,
thì khi các đứa trẻ nó ở độ tuổi nhỏ vị thành niên, nó không biết gì, mà khi mà dẫn đến tình trạng có thai thì đôi lúc người mẹ phải dẫn con mình đến các cơ sở để giải quyết cái vấn nạn phá thai này. Đó là một trong những nguyên nhân mà con muốn nhắc đến. Sau đây là phần trình bày tiếp theo của sư cô Bảo Chánh. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên đại đức giảng sư cùng chư huynh đệ, khi mà chúng ta đề cập đến cái hậu quả của việc phá thai, đó chính là những câu chuyện xoay quanh những cái nỗi đau của những thai nhi bị bỏ rơi, cũng như những cái dằn vặt dây dứt mà những người mà đã khốn khổ chạy chữa cái bệnh vô sinh do nào phá thai, thì với hy vọng là họ muốn tạo ra một cái thay đổi nhất định nào đó về cái nhận thức cũng như cái hành vi chung của cộng đồng về cái hậu quả của tình dục không an toàn cũng như nạo hút thai tràn lan. Thì theo cái tình hình thực tế nó thì cái tỷ lệ vô sinh nó sẽ tăng theo tỷ lệ thuận với tỷ lệ phá thai. Phá thai thì trong ngành y học được xem là có một cái biện pháp phẫu thuật an toàn. Tuy nhiên đây là một cái phương pháp bất đắc dĩ, sợ tại vì nó sẽ đem rất là nhiều cái hậu quả nghiêm trọng về sau. Đặc biệt thì đối với những ca phá thai tại những cái cơ sở y tế không được cấp phép thì cái hậu quả càng nghiêm trọng. Thì cũng như theo chị Tâm Thanh đã trình bày thì cái thống kê hàng năm cho biết thì trên thế giới có khoảng 42 triệu ca phá thai, thì trong đó đã đến chiếm đến 20 triệu ca phá thai không an toàn, 70.000 ca tử vong bà mẹ, 5 triệu ca khuyết tật. Riêng ở Việt Nam thì con số dao động khoảng 700.000 ca, thì trong đó là 20% ở độ tuổi vị thành niên. Cái con số khủng khiếp này thì mình cho thấy Việt Nam đang là đứng nước thứ 5 trên thế giới cũng như là dẫn đầu Đông Nam Á vì cái tình trạng phá thai. Thì từ những cái nguyên nhân này thì nó dẫn đến một cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Đầu tiên mình thấy được là những cái bạn trẻ là vốn dĩ là năng động, sung sức đầy nhiệt huyết, nhưng vì cái quan điểm sống nó bị sai lầm, đó là quan hệ khác phái trước hôn nhân, rồi dẫn đến những cái tình trạng mang thai túng quẫn. Mà chính vì cái quan điểm là cho rằng là những cái thai nhi mà chưa có được ra đời thì nó không được gọi là sinh mạng, nên mình có thể phá bỏ bất kỳ lúc nào. Thì chính những cái quan điểm đó đã làm cho con người ta là mãi đi trong bóng tối triền miên và không có một cái lối thoát. Và cái việc nạo phá thai nó không những là ảnh hưởng đến cái sức khỏe tâm lý mà nó còn ảnh hưởng đến cả một tương lai cũng như chất lượng giống nòi. Thì đối với sức khỏe thì nạo phá thai nó sẽ rất là nguy hiểm đối với chị em phụ nữ, đặc biệt là giới trẻ, như là cái tình trạng vô sinh do là tắc chính vòi tử cung hay là tắc vòi trứng. Thì theo các bác sĩ sản khoa cho biết thì cái cơ chế mà tắc vòi trứng hay tắc dính tử cung nó xảy ra rất là dễ dàng đối với những người nạo phá thai. Nạo hút càng nhiều thì cái tỷ lệ dính nó càng cao. Và bên cạnh đó thì cái quá trình mà nạo phá thai sử dụng những cái dụng cụ y tế đó thì nó sẽ dễ dẫn đến cái tình trạng là viêm nhiễm về sau, và đây là tất cả những nguyên nhân nó đưa đến cái tình trạng vô sinh và nhiều bạn trẻ đã mất cái khả năng làm mẹ về sau. Ngoài những cái tốn kém về vật chất để chạy chữa phá thai cũng như là chạy chữa những cái di chứng mà sau khi phá thai, thì tất cả những cái đó nó cũng không có để lại cái hậu quả nghiêm trọng bằng cái nỗi đau về tinh thần. Thì những người mà đi đến cái quyết định phá thai thì đa phần là họ đứng trước rất là nhiều cái áp lực, cái tâm lý nặng nề, cái cảm giác tội lỗi, họ hoang mang, thậm chí là trầm cảm, đứng trước cái dư luận của, đứng trước rất nhiều áp lực của bản thân, bạn trai, chồng, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, dư luận. Thì cho thấy là cái việc nạo phá thai nó làm tổn thương rất lớn đến người phụ nữ sau khi lập gia đình. Họ luôn cảm thấy bị mặc cảm và cảm giác tội lỗi. Từ đó cho thấy phá thai nó không có giải quyết được cái nỗi đau cũng của người phụ nữ cũng như gia đình, mà ngược lại nó còn mở thêm một cái nỗi đau khác trong lòng xã hội mà vốn dĩ cuộc sống này mình chịu rất là nhiều cái khổ đau. Thì ngoài những cái hậu quả để lại cho những người trên danh nghĩa là làm cha làm mẹ thì ngoài ra nó còn nữa là những cái hậu quả để lại đối với những cái thai nhi bị vứt bỏ. Ví dụ như bản thân mình bị một con muỗi nó chích, thì có nhiều người cái phản xạ đầu tiên là muốn đập chết con muỗi. Thì con muỗi đó chỉ vì đối khác mà nó mới cắn mình một cái, nhưng mà mình đã đem một cái tâm niệm là muốn sát hại nó. Thì đối với những cái thai nhi mà cái quyền sống của nó bị tước đoạt thì cái lòng căm phẫn của nó vô cùng to lớn.
Thì suy cho cùng thì tất cả những mối căm phẫn ở trên thế giới này đều bắt nguồn từ cái việc sát sanh. Và đối với Phật giáo thì không có chủ trương cái việc sát sanh, giết hại con người dù là một bào thai. Thì có câu rằng nợ sanh mạng trả sanh mạng, nợ tiền bạc trả tiền bạc. Mình đã đem một cái tâm niệm chấm dứt một cái sự sống của một thai nhi. Thì một đứa bé chỉ được hình thành thì với cái lòng thù hận sâu thẳm nhất, cái những vong linh bị bỏ rơi này thì đem cái tâm than trời trách đất, cái lòng sân hận của chúng còn độc hại hơn vô nguyên tử. Hòa thượng Thiên Hóa thường dạy rằng là chính những căn bệnh hiện nay trên thế giới mà đem đến cái tình trạng nan y như là ung thư này nọ, thì tất cả những cái đó là đều do những cái vong linh thai nhi đã gieo rắc. Và cái tình trạng phá thai phổ biến như hiện nay đó, thì cái những vong linh thai nhi vô tội này thì hiện diện khắp mọi nơi. Tóm lại thì phá thai nó cũng không những tiêu diệt cái sự sống, không những tiêu diệt một sự sống mà nó hủy hoại sự liên hệ của đôi nam nữ. Phá thai không chỉ để là một vết sẹo trong cơ thể cũng như tâm hồn người phụ nữ, mà ngay bản thân người đàn ông cũng phải không có thể chối bỏ được cái trách nhiệm này. Có thể là kết quả cả cuộc đời sống trong ân hận day dứt, hiện tại thì có thể gây ra những cái bất hòa trong gia đình, đổ vỡ hôn nhân. Còn trong vị lai thì phải chịu những cái sự chi phối của luật nhân quả, oan oan tương báo. Đây là một số vấn đề nghiêm trọng và hậu quả vì phá thai. Và từ những cái hậu quả này thì các tôn giáo nói chung cũng như Phật giáo nói riêng đều đưa ra cho mình một cái quan điểm nhằm có một hướng đi đúng đắn, hoàn thiện hơn, giáo dục tốt hơn. Thì sau đây con xin mời thầy Xương Đạt lên cùng chia sẻ những quan điểm của Phật giáo về vấn đề nạo phá thai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin tiếp theo phần thuyết trình của mình là một số quan điểm của Phật giáo về vấn đề phá thai. Thì con xin y cứ vào bản kinh Phật Thuyết Kinh Diệt Thọ Trường Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni. Trong phần bản kinh này thì có chia hai phần. Thứ nhất là nguyên nhân thuyết kinh là do ưu bà di điên đảo, do hoàn cảnh của gia tộc bắt buộc mà phải phá thai sau khi nhận thức được hành nghiệp của mình và sẽ chịu quả báo nặng nề trong tương lai. Ưu bà di điên đảo đã đi đến Đức Phật Chánh Pháp Tạng Như Lai cầu xin sám hối và xin Ngài chỉ cho cách thoát tội. Từ đó Ngài dạy rằng phá thai là một trọng tội mà theo kinh nó đồng nghĩa với việc giết hại cha mẹ, uống thuốc độc phá thai, hủy hoại chùa tháp, phá hợp tăng, làm thân Phật chảy máu. Phần thứ hai là Phật dạy phải bảo vệ bào thai ngay từ trong bụng mẹ. Nguyên do là vua Ba Tư Nặc đang đêm khi ngủ nghe tiếng khóc thảm thiết của một người phụ nữ. Vua liền hỏi duyên cớ và sau đó đi đến thưa trình với Đức Phật. Từ đó Đức Phật dạy rằng phải bảo vệ thai nhi ngay từ trong bụng mẹ. Tiếp theo, con xin trình bày một số quan điểm của các vị giảng sư hiện đại. Đầu tiên, con xin nêu quan điểm của Thượng tọa giảng sư Thích Nhật Từ. Thượng tọa cho rằng, người mẹ có quyền tạo ra sự sống, nhưng người mẹ không có quyền hủy hoại sự sống. Người mẹ là công cụ tạo ra sự sống, nhưng người mẹ không có quyền ban phát sự sống. Tái sinh là một quy luật tất yếu trong dòng sanh dược vô tận. Tiếp thay, giới hạn pháp luật ngày nay làm người ta nghĩ rằng đứa bé khi đã sinh ra thì người mẹ không có quyền giết hại. Nhưng khi đứa bé còn nằm trong bụng mẹ thì người ta có quyền kết thúc mạng sống của đứa bé đó. Đây là một hành động bất nhân của con người mà vô tình được pháp luật bảo vệ. Cho nên đây là một loại tà kiến mà chúng ta cần phải vượt qua. Trường hợp phá thai có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là bào thai dị dạng. Thứ hai là chưa chuẩn bị kiến thức để làm cha làm mẹ do hưởng thụ, tức là chưa có cái hạch hóa gia đình. Thứ ba là sợ nghèo khổ, nuôi không nổi đứa con này. Đây là một lý do rất tồi tệ. Và cuối cùng, bào thai đó là nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp tình dục mà người mẹ rất hận người cha. Trên đây là những nguyên do mà chị em phụ nữ đi đến quyết định cuối cùng là chọn con đường phá thai. Đối với Phật giáo, trong bất cứ tình huống nào đều không khích lệ việc làm này. Nếu chúng ta không thương nhận đứa bé thì hãy cho nó một sự sống của con người bằng cách gửi vào các trung tâm từ thiện xã hội. Vì theo Đức Phật,
sanh được làm người là một phước báo thù thắng. Trường hợp bào thai dị dạng nếu giữ lại thì có thể cả mẹ lẫn đứa con sẽ chết, hoặc một trong hai sẽ chết, thì chúng ta nên có quyết định chuẩn xác về vấn đề này. Coi như đứa con đó không có duyên với người mẹ trong kiếp hiện tại, nếu đã lỡ chúng ta hãy cho nó một sự sống bằng tình thương và tôn trọng sự sống bằng cách gửi vào các cô nhi viện, để ở đó những người làm công tác chuyên môn sẽ chăm sóc đứa bé như đứa con ruột của mình qua hiện thân của một vị Bồ Tát giữa đời thường. Cho nên thàm làm việc gì cần phải nghĩ đến hậu quả của nó. Mọi hành vi đều có phản ứng kết quả, chúng ta sẽ thụ hưởng nó nếu nó là tốt, ngược lại chúng ta sẽ gánh chịu nó nếu nó là xấu. Cho nên sự sáng suốt trong quyết định sẽ dẫn chúng ta đến tình trạng không bị nối tiếc sau này. Tiếp theo con xin trình bày quan điểm của Thượng tọa giảng sư Thích Phước Tiến. Thượng tọa cho rằng phá thai là một lỗi lớn phạm vào giới không sát sanh của đạo Phật, có nghĩa là giết người. Vậy tội sát sanh gồm có 5 yếu tố sau đây. Thứ nhất, đối tượng bị giết là chúng sanh. Thứ hai, người sát sanh phải biết hay ý thức được chúng sanh đó là đối tượng bị giết. Thứ ba, người sát sanh phải có tác ý giết chúng sanh đó. Thứ tư, người sát sanh phải nỗ lực cố gắng để giết chúng sanh đó. Và cuối cùng, việc sát sanh đã hoàn tất, tức là đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên. Như vậy, việc phá thai là một hành động giết người. Như thế nào? Khi thai nhi đã hình thành, tức là đã có một chúng sanh hiện hữu, đây là đáp ứng điều kiện thứ nhất. Thứ hai, sau ít tuần thai phụ cảm nhận được sự hiện hữu của bào thai trong cơ thể của người mẹ, đây là đáp ứng điều kiện thứ hai. Sau đó thai phụ có ý muốn giết đứa bé này, tức là đã có tác ý, đáp ứng điều kiện thứ ba. Thứ tư, người mẹ muốn giết đứa bé này cố gắng nỗ lực giết đứa bé đó, tức là đã nỗ lực cố gắng giết chúng sanh này. Và cuối cùng, việc nạo phá thai hoàn tất, tức là đáp ứng điều kiện thứ năm. Như vậy, phá thai là một hành động giết người, dù người đó nằm trong bào thai. Tiếp theo, con xin trình bày quan điểm của sư cô Thích Nữ Hương Nhũ về vấn đề phá thai. Sư cô Hương Nhũ cho rằng, lối sống thử, sống gấp sẽ tạo ra một hệ lụy xấu, như các căn bệnh hiểm nghèo của xã hội, dẫn đến tình trạng bỏ học hàng loạt, đánh mất tương lai, và có trường hợp là nạo phá thai. Trong một bài đàm thoại ở chùa Quan Âm Tu Viện Phú Nhuận gần đây, sư cô nêu quan điểm của mình qua bản kinh Diệt Thọ Trường Tội. Tại sao một số người khi bị giết vì khủng bố bất cứ nơi đâu thì bị lên án là tội ác, nhưng hàng năm trên thế giới có khoảng từ 60 tới 100 triệu ca nạo phá thai thì lại được âm thầm bỏ qua? Có chăng chỉ là những tiếng phản đối đi vào khoảng không vô tận của một số người có lương tâm? Các em còn nhỏ mà đã phải mang lấy tội ác giết người, dù bào thai đó là một sinh mạng. Nếu các em đi vào cuộc sống vội vã tội lỗi thì hậu quả rất nặng nề. Những mặc cảm về thân, những tổn thương về thân và những mặc cảm về tâm rất khó phai nhòa. Mà theo kinh, nạo phá thai là một trọng tội ngang bằng với địa ngục A Tỳ. Giết hại cha mẹ, phá hợp tăng, làm thân Phật chảy máu. Cuối cùng, con xin nêu quan điểm của tổ bốn chúng con. Theo quan điểm của tổ bốn chúng con là việc nạo phá thai hiện nay không những diễn ra ở Việt Nam mà còn khắp nơi trên thế giới, ảnh hưởng tới lối sống đạo đức và xã hội, cộng đồng. Không riêng gì Phật giáo mà các tôn giáo khác đều không tán đồng quan điểm này. Họ đều chung tay kêu gọi ý thức con người để phục hồi các giá trị nhân văn. Chúng con tuy là hàng đệ tử xuất gia, nhưng những vấn đề nóng bỏng của xã hội đôi lần làm chúng con phải suy nghĩ. Tuy tâm ra khỏi thế tục nhưng thân vẫn còn nằm trong tục đạo. Hiện nay, việc phá thai đã không còn là chuyện xa lạ, đang được báo động với các nhà làm công tác chuyên môn. Hệ lụy của nó tạo ra không hề nhỏ, là
hàng rào ngăn cản tương lai là biến cố lớn trong cuộc đời. Đối Phật giáo, lấy từ bi làm đầu, lấy con người làm căn bản, lấy sự đặt sự sống lên hàng đầu, cho nên sanh được làm người là một phước báo thù diệu trong các loài. Vì vậy, trong bất cứ lý do gì cũng không nên hủy hoại sự sống của chúng sanh đó. Đối với hàng Phật tử, trước tiên chúng ta phải ý thức cho họ hiểu rằng nguyên nhân để ngăn ngừa, chúng ta phải ý thức cho họ hiểu rằng nhân quả để ngăn ngừa những hiện trạng xấu trước khi còn là nguyên nhân, sau khi xảy ra hậu quả. Do đó, đối với các bạn trẻ khi đang còn yêu nhau thì việc phòng bệnh hơn chữa bệnh, tức là chúng ta phải chánh niệm trong mọi hành vi trong cuộc sống chúng ta. Chánh niệm tức là ý thức được việc làm trong hiện tại và đồng thời thấy được nguyên nhân và hậu quả của nó. Với châu Á, Việt Nam đứng đầu ca nạo phá thai, nhưng nếu tình trạng này cứ tiếp tục diễn ra thì sẽ dẫn tới sự mất cân bằng về giới tính. Bên cạnh đó, nhà nước cũng cần có biện pháp can thiệp vào vấn đề nóng bỏng này, nhất là tiếp cận về giáo dục giới tính qua các phương thức là kế hoạch hóa gia đình, các dịch vụ phòng tránh thai như tuyên truyền nói với nhau sức khỏe sinh sản, sức khỏe giới tính. Sau đây con xin mời thầy Quý Thuận lên trình bày tiếp tục đề mục của mình. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Đại Đức Giảng Giáo Thọ Bồ Môn, kính thưa toàn thể đại chúng, con xin trình bày cái phần giải pháp cho cái vấn đề phá thai. Thì có hai ý, đó là theo về cái mặt giải pháp, ý thứ nhất là theo xã hội và ý thứ hai là theo quan điểm của Phật giáo. Và ý thứ nhất thì con xin trình bày như sau. Và mỗi bạn trẻ phải trang bị cho mình một cái kiến thức về giới tính thật là vững chãi. Có thể là mình thông qua thầy cô giáo trong nhà trường, có thể là qua bác sĩ và hay là những người có kinh nghiệm, để mình có thể đủ cái vững chãi đi vào cuộc đời, để mình khỏi lầm đường lạc lối và sa vào những cái hệ lụy. Và mình phải ý thức rõ rằng cái tình yêu nó khác với cái tình dục. Có thể rằng cái lối sống bây giờ nó đang cuồng loạn, yêu vàng yêu vội, nhưng mà người ta không ý thức rõ được cái vấn đề này. Con nhớ nhà thơ Xuân Diệu có một cái có những câu thơ như sau: hãy sát đôi đầu, hãy kề đôi ngực, hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài, những đôi vai hãy quấn xiết, những đôi tay hãy quấn xiết bờ vai, hãy khăng khít những đôi răng gắn chặt, cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng. Trong say xưa anh sẽ bảo em rằng gần thêm nữa, thế vẫn còn xa lắm. Cái này các bạn trẻ rất là lầm tưởng. Thật ra cái tình yêu là cái sự hiểu biết giữa hai tâm hồn, còn gần thêm cái thể xác, nhưng mà vẫn thấy cô đơn, vẫn có cái gì đó trống vắng. Nên khi sau cái việc đó rồi thì người ta có thể là quay lưng lại với nhau, và người ta có thể bỏ quên cái trách nhiệm của mình. Nên bây giờ có cái hiện tượng là ăn cơm trước kẻn và góp gạo nấu chung. Các bạn trẻ cần phải ý thức và tránh những cái phong trào, gọi là cái phong trào như thế này. Và lỡ có thai ngoài ý muốn thì mình không được phá bỏ. Và các bạn nam cần phải tôn trọng cái tình yêu của mình. Nếu mà đã lỡ có thai với bạn gái, mình phải biết trân trọng và mình đừng có để lại những cái nỗi khổ, những cái tuyệt vọng, những cái niềm đau cho người phụ nữ. Con còn nhớ một cái vần thơ như sau: lòng em chung một khối tình, tình trong giây phút mà thành thiên thu, tình tuyệt vọng nỗi thảm sầu, mà anh gieo thảm như hầu không hay. Có nghĩa là anh đi rồi, nhưng mà anh để lại một cái nỗi khổ, một cái niềm đau để cho lại cho mẹ em. Con em phải vất vả, và đứa con sinh ra đời không được thừa nhận, nên phải đi nào phá thai. Nên
các bạn nam ý thức được cái vấn đề này. Đây chưa nói về cái nhân quả báo ứng của đạo Phật, nhưng mà mình cứ đặt một cái trường hợp, giả sử như sau này quý vị có con, rồi những đứa con gái của mình bị những cái người sơ khanh, những cái người đẻo giả cũng có những cái hành vi đồi bại như mình, thì cái lương tâm mình nó có đánh, có đau, có khổ, có tuyệt vọng hay không? Đó, về mặt nữa. Và các vị, các cặp vợ chồng, các cặp vợ chồng có những lúc mình làm ăn rất là khốn có, vì vậy mà khi mà sinh hoạt vợ chồng với nhau, mình có những cái phương pháp ngăn ngừa, nhưng mà lỡ có thai thì mình vẫn giữ cái thai nhi đó. Con biết có những cặp vợ chồng là con hơi rung, xin lại chúng hoan hỷ. Có những cặp vợ chồng sau khi mà chối bỏ những cái thiên thần rất là bé bỏng của mình, họ phá thai rất là nhiều lần nếu có lỡ, nhưng mà sau này họ làm ăn khấm khá lên, giàu có lên, thì họ làm muốn có con thì không có con nữa. Đó, nên mình phải biết trân trọng những cái thiên thần bé bỏng của mình, nếu mà lỡ thì không có được phá thai. Về cái mặt gia đình, đó là theo cái bản thân của bạn. Về cái bản thân thì mình cần ý kiến của con là cần trau dồi những cái kiến thức như vậy. Còn cái về cái phía gia đình, về phía gia đình thì mình luôn biết là gia đình là mái ấm, là cái nơi nương tựa thật vững chắc cho con cái. Lỡ con cái có lầm đường lạc lối thì không có chỗ nương tựa, nên gọi là mái ấm gia đình. Và đặc biệt là những cái bà mẹ cần quan tâm và giáo dục cho con cái, đừng có ngại, đừng có, dù khi những bà mẹ sợ nói ra mắc cỡ, không nói những cái vấn đề này. Nên khi những đứa con gái mình lớn lên, mình phải, những đứa con trai lớn lên, mình phải dạy từng ly từng tí, tuổi đó nó có những hiện tượng như thế này, có thể là tuổi dậy thì, những hiện tượng như thế đó, vân vân và vân vân. Chứ đừng có để cái hiện tượng nó đã rồi mình lên mặt, mình dạy đời, thì cái hiện tượng đó mình làm thì nó cũng không có hiệu quả, nó cũng việc làm như là vuốt đuôi lương, thì không có hiệu quả lớn. Và về mặt nhà trường thì mình, về mặt xã hội thì mình phải tăng cường cái việc giáo dục giới tính vào bên trong nhà trường. Và nhà trường và mình tổ chức những cái cuộc sinh hoạt vui chơi, thể dục thể thao hay là những cái trò chơi rất là lành mạnh cho tuổi trẻ. Và cần ngăn chặn những cái cơ sở y tế nào phá thai trái phép, có thể là gây nguy hiểm cho đến tính mạng của những cô, những em lỡ mang thai. Thứ hai là mình nên có một cái nhìn rất là cảm thông đối với cái những vị mà lỡ mang thai. Xin đại chúng hoan hỷ. Con nhớ ở đâu đó con đã đọc được, khi mà Chúa Kitô đi ngang một cái làng và người ta ném đá, người ta tập trung ném đá một người đàn bà đang có mang, và Chúa Kitô nói rằng ai được, những người nào mà không có lầm lỗi thì sẽ được ném viên đá đầu tiên. Và kiểm tra lại thì ai cũng có những cái vụng về, cũng có những cái lầm lỗi, và không ai là không có lầm lỗi, nên ông không ai nếm cái cô gái đó. Vì vậy ở trong chúng ta ai cũng có những cái lỗi lầm, ai cũng có những cái vụng dài, nên mình phải cảm thông, phải chia sẻ với những cái người lỡ lầm. Và bây giờ đã có những cái trung tâm Hội Thừa Sai Bác Ái, họ đã đến những cái nơi mà phụ sản để họ mời những cái em lỡ mang thai về những cái nhà để họ tạo điều kiện cho cái vị đó sinh nở. Thì bây giờ Phật giáo của mình và xã hội cũng có cái nhìn, nên có cái nhìn cởi mở để tạo những người đã lầm đường lạc lối, họ có cái một cái niềm tin để họ vươn lên với cuộc sống. Thì đó là về mặt xã hội.
Thì theo bây giờ đến cái Phật là theo quan điểm của con chia sẻ về cái về quan điểm của Phật giáo, thì như thầy Xuân Đạt đã chia sẻ thì mình phải có chánh niệm ở trong tự thân của mình. Ở trong tự thân của mình ai cũng có cái năng lượng của dục, và khi một cái năng lượng của dục nó phát khởi trong cái tâm của mình, có thể là nó làm mất đi, có thể nó làm mất đi cái tự chủ, và mình có thể sa vào những cái vũng bùn lầm lỡ. Như thầy thượng tọa Viên Giác hồi sáng có chia sẻ, khi có một cái năng lượng nó làm bất an trong nội tâm mình chỉ chánh niệm là mình nhận diện đơn thuần, thì mình nhận diện nó bằng cái hơi thở chánh niệm, là thở vào mình biết mình thở vào, thở ra mình biết mình thở ra, hoặc là thở ra thở vào thở ra. Có khoảng 5 phút 10 phút là mình có thể đưa cái năng lượng của chánh niệm thành cái chánh định và có cái chánh tuệ, và mình làm lắng dịu cái tâm hành. Hoặc là mình có thể đi thiền hành cũng bằng cái hơi thở chánh niệm, và mình kết hợp với bích chân chánh niệm, thì khoảng 5-10 phút sau cái năng lượng của dục thành định tĩnh, và nó không làm bước nào cả thâm tâm của mình. Đó là theo quan điểm phương pháp chánh niệm mà thầy Xuân Đạt vừa chia sẻ. Thì con nhớ trong cái truyền kiều, trong truyền kiều khi mà Kim Trọng tập kiều một cái đêm trăng rất là đẹp, thì cái tâm của kiều nó khởi lên cái dục vọng và anh chàng muốn sàm sỡ, thì nàng kiều mới bảo rằng đừng rằng nguyệt nọ ho kia, ngoài ra ai chẳng tiếc gì với ai, có nghĩa là ngoài cái vấn đề đó ra thì cái vấn đề gì em cũng chiều anh hết. Và tôi thấy nàng kiều rất là thông minh, rất là chánh niệm. Và mình đặt giả sử nếu mà kiều là một con gái rất là hư đốn thì đêm đó kiều có thể có thai và có thể đi phá. Nhưng mà kiều rất là chánh niệm khi tiếp xúc với một người bạn trai của mình, nên đây cũng là một cái tinh thần rất là cao để cho các bạn nam bạn nữ học hỏi. Và ta biết rằng khi mà Kim Trọng về chịu tang của bố mình thì vẫn trở về tìm kiều, và một cái tình yêu vẫn là mặn nồng, vẫn là chung thủy như xưa, tuy là hai người không đến với nhau. Trở lại cái bối cảnh kiều gặp Kim Trọng, thì kiều mới dẫn cái tích của Trương Quân Thị và Thôi On On như sau: ngẫm duyên kỳ ngộ xưa nay, lứa đôi ai đẹp tày Thôi Trương, mây mưa đánh đổi đã vàng quá chiều nên đã trắng trường Yến On, trong khi chấp cánh liền cành mà lòng rẽ rúng đã dành một bên. Có nghĩa rằng trong khi người nam có thể là chiếm hữu cái thân thể của người nữ, nhưng mà cái sự coi thường, sự khinh rẻ nó đã nằm một bên đó rồi. Và cái tích này thì mình biết là sau khi mà Trương Quân Thị có cái mộng là công hành đi về Trường An để ứng thí, thì đã bỏ Thôi Quanh Quanh và đi cưới người con gái khác. Nên đây cũng là một cái tinh thần rất là hay để cho các bạn học hỏi. Nên khi đã đến, con nhớ rằng trong cái hòn cung nó có một chỗ gọi là Tử Cấm Thành. Tử Cấm Thành là để cho cái chỗ gia đình nhà vua sinh hoạt, và ai vào đó là chém. Thì trong cái vùng cơ thể của mình cũng có những cái vùng rất là thiêng liêng, và một người nào đó không được phép thì không ai được chạm vào đó. Chạm vào là mình chém. Còn chém đây mình phải để vào ngọc kiếp nha, cho chém là ở tù đó. Và một người bạn gái của mình có thể là trao thân cho người nam. Mình có thể trao thân cho người nam khi mà đã được đến hôn nhân chính thức. Ngoài ra là mình không có nghĩ tới cái chuyện đó. Và sau khi mà có thai rồi, mình phải trân quý cái bào thai đó, dù là nam hay dù là nữ, hay là đứa con trong bụng mình yêu siêu âm, lỡ nó có bị tật nghiền, mình vẫn giữ. Vì mình biết là có câu kệ là sở dĩ bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bắt vong, nhân duyên hội ngộ
vì quả báo hồng tự thọ có nghĩa là cái nghiệp mình gây ra hôm nay là sát sanh, thì có thể là mình không có con những cái kiếp hiện tại hay là kiếp vị lai mình không có con, và mình cần cái thực tập. Tập giới thứ nhất, thứ thức nhất như nãy con chia sẻ là không có sát sanh, và giới thứ năm giới trong đó có cái giới thứ ba là giới không có tà dâm, là mình ý thức được những cái khổ đau do thói tà dâm gây ra, và mình nguyện không ăn nằm với những người không phải là vợ là chồng, và mình học trong cái tinh thần trách nhiệm, và mình nguyện ngăn ngừa cái sự mà hãm hiếp trẻ em như sư cô Tâm Thanh chia sẻ, để mình bảo vệ cái hạnh phúc của gia đình và cái đời sống lứa đôi. Thì nói tóm lại là những ý con chia sẻ thì mượn cái câu của thầy Xuyên Đạt là để kết cái chốt ý con là phàm làm việc gì cũng phải nghĩ đến cái hậu quả của nó, thì mình sẽ có cái hướng đi rất là tốt đẹp. Và tiếp theo thầy Tiện Khánh sẽ chia sẻ cái ý là những có đối tượng lỡ mang thai. Phật mời thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại đức giáo thọ cùng toàn thể đại chúng, con xin trình bày bài tiếp vấn đề là phải dạy gì cho những đối tượng đã lỡ phá thai trong trách nhiệm của người bằng pháp. Thì chúng ta thường nghe ông bà xưa dạy rằng hổ dữ không ăn thịt con. Khi nói đến hổ là ai cũng biết đó là một loài động vật chỉ là thường là ăn thịt để duy trì mạng sống của mình. Nhưng đối với loài động vật ấy cũng không bao giờ ăn thịt con mình. Vậy cớ sao con người chúng ta không có một chút ý niệm tư duy về việc từ bỏ con mình? Dẫu biết rằng với nhiều nguyên nhân phá thai khác nhau, chẳng hạn như gì lựa chọn giới tính, phong tục của người xưa, hay là ham muốn thỏa mãn nhất thời mà để lại hậu quả như thế, với trách nhiệm của một người bằng pháp thì chúng ta sẽ làm gì đây với những đối tượng đã lỡ phá thai như vậy? Lúc này chúng ta nhấn chìm họ xuống hay vớt họ lên từ những vùng lầy lương tâm dày dò trong họ? Ở đây chúng tôi muốn nói đến một lối thoát cho lương tâm, để họ không mặc cảm với lương tâm và với xã hội. Vì theo bác sĩ tâm lý David Sheldon có cho con, người phụ nữ phá thai sẽ không bao giờ quên được những sự việc trong tiến trình của phá thai, không bao giờ lấy lại được hồn nhiên của thuở ban đầu, dấu ấn phạm tội giết con khó phai mờ trong ký ức, luôn bị ám ảnh lương tâm dằn vặt, nhất là khi nhìn một đứa trẻ con của người khác đồng độ tuổi của con mình. Là một người bằng pháp thì lúc này chúng ta thừa biết rằng đến với đạo Phật là nói đến lòng từ bi, vì đạo Phật luôn tôn trọng sự sống và bảo vệ sinh mạng muôn loài, nên nói rằng việc không ủng hộ phá thai đối với Phật giáo nói riêng và của các tôn giáo khác cũng như trong xã hội nói chung là việc không bao giờ được tán thành. Vì vậy đối với các bạn đã lỡ phá thai, chúng ta phải làm gì để khuyên họ đây? Trước tiên, chúng ta nhận định rằng việc làm của họ là một điều tội lỗi, vì xét theo góc nhìn của đạo Phật thì đó là tội sát sanh. Mà theo trong Bồ Tát Giới Kinh Phạm Vọng, Đức Phật có nói rằng nhân giết, duyên giết, cách thức giết, nghiệp giết, tất cả đều có mạng sống cố ý giết, đều là phạm tội. Vì hành động này đối với xã hội cũng không chấp nhận được, được xem là bất nhân phẩm và vô nhân đạo đối với mạng sống của con người. Còn đối với đạo Phật thì bạn đã gieo nhân không tốt, bạn đã phạm điều giới cấm căn bản đạo đức và giá trị nhân phẩm của một người Phật tử. Chúng ta đã giúp họ nhìn nhận được việc làm của họ là sai, để họ ý thức được hành động của mình. Và điều thứ hai, chúng ta phải làm gì thưa các bạn? Vâng, chúng ta cần ở đây là một sự lan tỏa. Lan tỏa cái gì đây? Lan tỏa một tình yêu thương đến với họ. Khi lòng yêu thương được lan tỏa thì sẽ xoa dịu được nỗi đau trong tâm hồn họ, vì lúc này họ còn một điểm tựa tinh thần,
một nơi họ có thể thổ lộ những gì dày xéo trong lương tâm của họ mà họ không chia sẻ được với ai. Một sự đồng cảm thay vì là bị khinh bỉ, một lời khuyên dạy hay là gì một lời chỉ trích. Nhưng việc làm của họ đã trở thành quá khứ. Lúc này chúng ta giúp họ rằng thấy được họ đang sống trong hiện tại, phải biết mình cần làm gì và nên làm gì đây. Buồn rầu hay mặc cảm như vậy mà có giúp được cho bạn điều gì hay không? Đó là một câu hỏi nữa đã được đặt ra. Bạn hãy tự nhìn nhận và suy nghĩ xem, trong cuộc sống này không ai một lần sai trái, với nhiều hoàn cảnh, có nhiều sự việc khác nhau. Nhưng điều quan trọng là các bạn có biết sửa lỗi sau khi phạm hay không mà thôi. Khi các bạn đã biết hổ thẹn và quyết tâm sửa đổi thì mọi việc trở nên tốt hơn đối với bạn. Và khi có người ta hành thật sửa lỗi, khi có người ta hành thật sửa lỗi rồi thì các bạn không được sai phạm nữa dù chỉ một lần. Đó mới đúng là tinh thần sửa lỗi theo đạo Phật. Khi bạn đã định nhận được cái nhân đã gieo và cái quả đã nhận thì bạn cần hướng tới cách sống mới, tiến tới lối sống lành mạnh, những việc làm có ích cho xã hội và cho bản thân mình, cũng như các bạn có thể tham gia các phong trào, các hoạt động từ thiện, các phong trào của thanh thiếu niên, để các bạn thấy được cái giá trị của cuộc sống, để các bạn thấy yêu thương quý hơn về cuộc sống này. Với trách nhiệm của một người học Phật và Hoằng Pháp, chúng ta cần hướng dẫn các bạn đến với giáo pháp của Đức Phật để các bạn ấy thấy rõ hơn về giá trị cuộc sống. Chúc các bạn ấy trở về nương tựa với Tam Bảo bằng cách hướng dẫn họ trở về quy y Tam Bảo, giữ ngũ giới để được sống trong giáo pháp của Đức Phật, để thấy tâm hồn mình rộng mở hơn. Bên cạnh các việc làm mà các bạn đã chân thật, bên các bạn cạnh các bạn đã hướng về, một điều quan trọng nữa là cần làm những việc làm có ích và hướng tâm về thai nhi, và có thể là cầu nguyện hồi hướng cho thai nhi bằng các buổi siêu độ vong linh mà điều kiện các bạn cho phép. Với những việc làm đó, chính các bạn đã từng bước chuyển hóa nhân xấu của mình. Ví như một ngọn nến thắp lên sẽ xua tan được bóng đêm của một gian phòng, ví như một nắm muối bỏ xuống dòng sông thì độ mặn có xá chi. Bên cạnh đó, các bạn cũng cần hướng đến tập ăn chay trường để trưởng dưỡng lòng từ bi, giảm bớt nghiệp sát sanh. Khi các bạn đã hướng tâm đến giáo pháp của Đức Phật thì điều quan trọng nữa là chúng ta cần học giáo pháp và thực hành theo giáo pháp của Đức Phật để chúng ta thanh lọc được thân tâm của mình. Có thế thì mới sống an lạc trong cuộc sống hiện tại cũng như tốt đẹp trong tương lai. Đời chỉ đẹp khi lòng ta cởi mở, biết khoan dung và khắc phục chính mình, trải lòng từ đến tất cả nhân sinh, để từ ấy vườn hoa tâm hé nở. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin mời Sư Cô Tuệ Ngọc trình bày phần tiếp theo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa trên đại đức giáo thọ sư cùng toàn thể chư huynh đệ, trong cuốn Hiểu Biết Về Trái Tim, Thầy Minh Niệm đã từng nhấn mạnh rằng tình thương yêu rộng lớn luôn đem đến niềm vui, cùng sớt chia nỗi khổ, dìu nhau về thảnh thơi. Có lẽ hơn ai hết, được hiểu và được thương vốn là một nhu cầu muôn đời của con người. Và trong khi đó, đa số những thanh thiếu niên hiện nay, họ đối hiểu và đối thương, vì vậy họ lơ thơ và lẩn thẩn đi tìm tình thương, và khi gặp được đối tượng thì họ lại bám víu vào đó và sống trong một cuộc sống dục vọng vật chất, không được sự giáo dục của gia đình. Trong đó chính là những nguyên nhân thì chúng con xin kết là dù trực tiếp hay gián tiếp đều bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết. Và kính thưa toàn thể đại chúng, chính những nguyên nhân như vậy sẽ dẫn đến những hậu quả vô cùng to lớn, đó là trong hiện tại và tương lai. Vì hiện tại thì người mẹ sẽ gặt hái được nhiều, rất là sự nguy hiểm về tính mạng và sức khỏe, về những căn bệnh
Về tương lai thì con xin thông qua về vấn đề tâm linh. Con xin lấy một ví dụ như một người khách được mời đến nhà một người chủ. Vì cái tâm trạng được mời đến để dự buổi tiệc nên người khách rất là vui mừng. Nhưng khi đến nhà người chủ thì người chủ lại mời về và không cho vào. Thì chúng ta thử hỏi, nếu chúng ta là một người khách thì tâm trạng của chúng ta sẽ như thế nào? Huống gì đó là những bào thai đang mang màu nhựa sống trong 9 tháng 10 ngày để khởi mầm tương lai. Và nếu như chúng ta đã giết đi là chúng ta đã phá đi sự sống, sự tự do và cả quyền mưu cầu hạnh phúc. Và có rất là nhiều tiếng nói của những vong linh, những linh hồn được viết trong rất nhiều thơ ca hay trong kinh sách. Mà con biết trong thơ của Nguyễn Du đã từng nói lên tâm hồn của những vong linh đó rằng: hãy cho tôi một tinh cầu giả lành, một vì sao trơ trọi giữa trời xanh, để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh mọi buồn phiền đau khổ với buồn lo. Kính thưa đại chúng, và chính sự buồn lo hay chán chường đó sẽ làm cho những vong linh vô cùng uất hận và sẽ gây ra sự dằn vặt, rây rứt cho cả những nạn nhân phá thai. Thì chúng ta thử hỏi, vì một phút nông nổi như vậy mà gây ra những hậu quả như thế, thì những dục vọng đó có đáng hay là không? Vì thế, gia đình và xã hội là những người phải có trực tiếp hướng dẫn cho những thanh thiếu niên có ý thức. Còn tiếng nói của Phật giáo thì sao? Trong kinh Diệt Tội Trường Thọ, Đức Phật có dạy rằng, nếu có chúng sinh nào cố ý phá thai, thì người này hiện đời sẽ mắc bệnh tật, mạng sống ngắn ngủi, tương lai sẽ đọa địa ngục A Tỳ. Kính thưa toàn thể đại chúng, có lẽ trong cuộc sống ngày nay, vì vật chất quá đi lên và đạo đức con người quá đi xuống, nên đôi lúc chúng ta sẽ thờ ơ và sống theo kiểu đàn nhà ai nấy rằng. Nhưng với tinh thần từ bi của Phật giáo, chúng ta không thể dựng dưng và có thái độ như thế. Bởi lẽ tất cả chúng sanh đều là mẹ, là cha. Mà trong kinh Vu Lan, Đức Phật có dạy ngài A Nan rằng: đống xương hỗn tạp chẳng vừa, cho nên trong đó biết bao cốt lõi, chắc cũng có ông bà cha mẹ, hoặc thân ta hoặc kẻ ta sanh, luân hồi sinh tử tự sanh, lục thân đời trước thi hài còn đây. Và nếu chúng ta ý thức được điều đó, chúng ta sẽ có được nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Kính thưa toàn thể đại chúng, đa số là những người hành giả trên bước đường tu học có một tâm lý rằng, nếu chúng ta không đầy đủ phương tiện, không đầy đủ trí lực, đạo lực, thì chúng ta sẽ góp phần như thế nào trong việc nào phá thai? Bởi lẽ chúng ta phân tích rằng, dục vọng đi lên, đạo đức đi xuống. Thì nếu như vấn đề đạo đức đi lên thì dục vọng sẽ được đi xuống. Vì vậy con nghĩ rằng, thiết nghĩ trong mỗi chúng ta, chúng ta gieo mầm đạo đức có nghĩa là sống theo cử chỉ, lời nói, hành động của mình, xây dựng một người thầy tâm linh. Bởi chúng con thiết nghĩ, người thầy tâm linh dù ở nơi phồn hoa đô thị hay là nơi nông thôn xa vắng, thì nếu những cái vấn nạn như vậy thì mọi người sẽ tìm đến người thầy tâm linh để giải quyết. Và một khi chúng ta đầy đủ trí lực, đạo lực và phương tiện, thì chúng ta sẽ đem giáo pháp của Đức Phật đi vào. Chúng ta hãy làm mỗi cánh tay, hãy làm mỗi hành động, mỗi cử chỉ để ngăn ngừa những nguyên nhân xấu của xã hội, và hãy góp phần tránh đi những nạn phá thai gây đau khổ cho những nạn nhân. Bởi lẽ Thiền sư Nhất Hạnh đã từng nhấn mạnh, chỉ có người thầy tâm linh và yếu tố tâm linh đem vào đời thì mới có thể giải quyết được những vấn nạn xã hội. Kính thưa trên đại đức giảng sư cùng toàn thể chư huynh đệ, trên đây là phần trình bày của nhóm con. Dẫu biết rằng có rất nhiều cố gắng nhưng không sao, tránh khỏi những sai sót. Ngưỡng mong trên thầy cùng toàn thể chư huynh đệ đồng góp ý. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính với bà trên giáo thọ giảng sư, kính thưa chư huynh đệ, bài thuyết trình của tổ bốn chúng con đã được hoàn tất, và chúng con cũng cố
cố gắng hết sức nhưng không sao tránh khỏi những thiếu sót. Xin cái ngài từ bi hoan hỷ cho chúng con và xin giáo thọ giảng sư cho chúng con những lời giáo huấn và chư huynh đệ cho chúng con ý kiến để chúng con làm rõ vấn đề quan điểm của Phật giáo về vấn đề phá thai mà chúng con chưa rõ theo tình trạng hiện nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước nhất là xin đại chúng cho một tràng pháo tay để tán thán cho chư huynh đệ tăng ni tổ bốn đã thuyết trình tương đối thành công đề tài quan điểm Phật giáo về vấn đề phá thai. Trước khi chấm điểm, sư hoàng xin mời thầy Tâm Pháp, Thích Tâm Pháp thế danh là Dương Văn An, trình bày cho sư hoàng và đại chúng nghe về cái quy trình thực hiện cái đề tài này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức chủ nhiệm bộ môn đạo đức cùng toàn thể đại chúng, con xin nói về quy trình của buổi thuyết trình của tổ bốn hôm nay. Đó là theo quy trình thì gồm chia làm ba phần. Thứ nhất là phần dẫn nhập, thứ hai là phần nội dung được, thứ ba là phần kết luận. Trong mỗi phần thì được chia ra để mà cho các thành viên trong nhóm có để lên thích lên thôi thích được rồi. Phần này là phần không điểm, chấm điểm ngay cho cái phần này là không điểm rồi. Và dĩ nhiên cái người mà trả lời sai là ví dụ như sư hoàng sẽ cho cái điểm này điểm 10 đi, thì người mà góp phần làm cho cái tổ mình yếu xuống là dĩ nhiên là không được lãnh điểm này. Chút nữa chúng ta phải có cái biện pháp. Người nào mà góp phần làm sáng tỏ đề tài, làm cho tổ mình được cộng thêm điểm, bởi vì đây là những phần mà buộc phải tất cả làm chung, chứ không phải chỉ có 5 người mà 27 người hưởng sao. Cho nên phần thầy cứ ngồi xuống, Thích Tâm Pháp trả lời sai nội dung. Nội dung yêu cầu là trình bày cái quy trình thực hiện cái đề tài này, chứ không phải là nội dung thuyết trình buổi sáng hôm nay. Mời sư cô Thích Nữ Trúc Trí. Ô Phật, thưa thầy, hoan hỷ cho sư cô đã bị bệnh nên không thể trả lời. Thôi sư cô, Trúc Trí bị bệnh thấy đang bịt khẩu trang. Thôi mời sư cô khác, Thích Nữ Trúc Hoa. Mời đưa xong đứng dậy liền. Dạ, mô Phật, thưa giáo thọ sư, là sư cô này là mới vô tổ con này mới chiều hôm qua nên mới nhập tổ nên chưa biết được quy trình của làm việc của tổ. Danh sách này phải đã lấy từ hồi nào? Dạ, mới sáng nay thưa sư. Mới sáng nay mà sao biết được tổ trưởng tổ phó đồ này ghi đầy đủ à? Rồi thôi được rồi. Thích Nữ Thánh Nhân. Cũng với nội dung câu hỏi trên, xin trả lời. Dạ, mô Phật. Dạ, thưa bạch thầy, là con xin trả lời là quy trình của làm việc của tổ con là, thứ nhất là tổ là tổ trưởng tổ phó là có đề ra cái phương án để họp tổ, rồi sau là phân công tổ là bắt đầu là đưa ra một cái dàn bài, rồi chia cho từng bàn đứa là hai chị làm, bắt đầu là một nhỏ, thì rồi trong cái mục đó thì sẽ cho một người thuyết trình ở trong cái mục đó. Chờ sư hỏi tiếp. Câu trả lời đó thì cũng trả lời một cách tổng quan, ai cũng có thể, giả như không có tham dự vẫn có thể trả lời được. Nếu sư là sinh viên của lớp này, nếu sư không phải là gắn bó ngay từ đầu, sư vẫn có thể trả lời được. Cho nên sư hỏi tiếp, mà phải trả lời trung thực, từ ngày bắt đầu
huynh đệ ngồi lại cho đến ngày thuyết trình hôm nay, huynh đệ cô tổ ngồi lại được mấy lần? Dạ thưa là được 2 lần rồi. 2 lần. Mỗi lần như vậy có bao nhiêu người? Dạ thưa mỗi lần thì con thấy là như là chư ni ấy, thì có phần đông và chư tăng ấy, thì hơi ít. À như vậy là chư tăng chắc là phải trừ điểm rồi. Không biết có đúng hay không à, mà nói rằng là chư ni và chư tăng là ít hơn là chư tăng là phải trừ điểm. Giả như sư Hoàng cho cái bài thuyết trình này tối đa là 10 điểm. Dạ, giả như cho mà tối đa là 10 điểm. Thì như vậy thầy là con cũng thưa là ví dụ như chư tăng á thì có cái công trình là như là kiếm các tài liệu để đưa lên mạng, còn mấy con là sẵn cái đề rồi. À không, mà tại sư hỏi là họp mặt cái đã chứ chưa nói tới cái là phân công ai. À hỏi đâu trả lời đó. Thôi được rồi, mời sư cô ngồi xuống. Mời thầy Thích Thiện Mãn. Dạ thưa sư, sư Thích Thiện Mãn hôm nay cũng mới vô tổ con nên chưa nói được. Thích Thiện Đăng. Như vậy Thích Thiện Mãn phải trừ bớt 1 điểm. Trừ 1 điểm nè. Chứ mới tham gia vô làm sao điểm tròn được. Chút nữa ví dụ sư cho điểm này điểm 8 ví dụ đi, thì phải giảm bớt 1 điểm chứ. Rồi nãy sư cô gì mới vô nữa quên rồi. Thính gì Hòa? Hòa nè, trừ 1 điểm nè. Ví dụ vậy đi, phải giữ được công bằng chứ. Quý thầy thuyết trình thì phải điểm khác. Quý thầy có công soạn bài điểm khác. Còn mấy thầy mới vô chưa gì hết mà điểm được như nhau sao được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, kính bạch trên giáo thọ sư. Sư chưa hỏi mà. Cái này là cũng trừ điểm nữa rồi. Cho sư hỏi nội dung bài này ngoài phần giới thiệu, tức là dẫn nhập và kết luận, nội dung gồm mấy phần? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư giáo thọ, thì ngoài cái phần dẫn nhập và phần kết luận thì có phần nội dung. Mà trong nội dung á, thì sẽ có 2 phần chính để mình giải quyết trong cái vấn đề này. Đó là một là nguyên nhân dẫn đến nào phá thai, và kết quả là hậu quả như thế nào, và cái phương pháp đưa ra để mà mình giải quyết đó. Và cái thứ ba là mình khoan thầy mở nói cái hai mà sao cho thứ ba. Ở trong đó là có 2 cái phần chính, đó là nguyên nhân và kết quả. Còn trong những cái 2 phần chính đó nó sẽ có nhiều cái phần nhỏ. Rồi thôi được rồi, chứng tỏ thầy cũng không có nắm vững được cái dàn bài này. Không nắm vững cái dàn bài này. Mời tiếp Thích Nữ Hạnh Ngọc. Hôm nay bởi vì là lần đầu tiên cho nên làm kiểu mẫu để cho quý huynh đệ biết cái quy trình của việc chấm điểm. Chờ sư hỏi đến giờ phút nào cô có cái bản thuyết trình này trong tay? Mô Phật Bạch Chân Sư, hiện tại thì con là ở tổ 4, nhưng bây giờ con đã chuyển qua tổ 5. Nhưng mà sự thật là con đã có, tại vì con có làm, cũng có làm một phần nhỏ trong cái bài thuyết trình này. Nên là con đã có bài từ mấy ngày trước rồi. Dạ. Rồi thôi cảm ơn cô. Thôi để tranh thủ chấm điểm để hết giờ. Kính thưa đại chúng, Giác Hoàng nghĩ rằng là đợt này giả như nhà trường cho cái bài cuối kỳ là 50, giữa kỳ là 50, thì bài cuối kỳ Giáo Hoàng sẽ chấm là 40. Bài thuyết trình sẽ được 10 điểm, chính thức 10 điểm. Nghĩa là 1/4 cái số điểm thi cuối kỳ. Như vậy điểm ba rem tối đa là 10. Thì phần nội dung các thầy thuyết trình Giáo Hoàng cho 5 điểm tối đa. 5 điểm còn lại với các mục sau. Thứ nhất là cái chất giọng biểu đạt được nội dung hay không, nói có ngọng nghịu rõ ràng hay là không rõ ràng, nói có rung hay là không rung, thông qua
gọi là chất giọng hay âm lượng. Nhiều khi cái máy nó to quá, mình để sát nó cũng dở đi, thì phải biết rút xuống một chút xíu. Nếu nơi xa quá nghe không được thì phải để lên. Bởi vì các vị đây là khoa quần pháp, học cái nghệ thuật diễn giảng, nghệ thuật cầm máy. Nhiều tăng ni từ nhỏ là ước ao khi lớn lên chỉ cầm cái mic này thôi, tức là làm giảng sư đó. Cho nên phần còn lại là chất giọng, hai là cái cách đi đứng, cái uy nghi của người thuyết trình. Chính cái uy nghi đó nó cũng đã thành công hay không thành công rồi. Nhiều khi mình lên mà mình đi vội vàng, đi hấp tấp, mình thể hiện cái thái độ, cái cử chỉ, cái uy nghi nên không có nghiêm trang, cũng không có thuyết phục được đại chúng. Và một cái nữa là cái phương tiện diễn đạt. Ví dụ hôm nay quý vị có sử dụng máy chiếu, bao bôi, thì cái việc soạn và thể hiện những hình ảnh như vậy có bắt mắt chưa, có tạo sự chú ý không. Một phần nữa đó là phần MC giới thiệu. Tại vì sư Hoàng thấy các vị có phần MC, phải chấm điểm phần MC luôn chứ. Phần MC giới thiệu. Một phần nữa là cái cách thực hiện đề tài như giới hoàng đã vừa hỏi. Một phần nữa đó là bài vở gửi cho giáo thọ và toàn thể học viên. Tài liệu quý vị phải gửi cho giáo thọ và toàn thể học viên để dựa theo cái bài đó coi như bài học, mà đồng thời giáo thọ sẽ bổ túc những phần các vị ghi nốt vào trở thành một bài học. Bằng không các vị thuyết trình này rồi sau đó đâu ai còn nhớ nữa. Ví dụ như nói đến năm cái yếu tố được gọi là sát sinh mà thầy, một thầy đã thuyết trình đó. Nếu không có cái tài liệu, mặc dù sư Hoàng cũng sẽ giảng dạy, nhưng mà cần cái tài liệu để tất cả các tăng ni khác phải theo. Ví dụ đó là chủ thể, người giết là ai, đối tượng như thế nào, động cơ chứ không phải là tác ý. Ví dụ như thầy nói tác ý nó không có trúng. Cái tác ý Manasikara chỉ một cái ý niệm vừa khởi lên, mà phải cái động cơ, cái motivation, cái chetana, cái quyết định tâm một cách mạnh mẽ, chứ không phải là cái tác ý. Cho nên cũng là cái từ đó, nhưng mà phải từ động cơ mới chính xác, chứ không phải gọi là cái từ tác ý. Như vậy có cái tư liệu thì sư Hoàng mới chỉnh cho quý vị chứ. Quý vị viết là tác ý hay là các vị viết động cơ? Có thể viết động cơ, nhưng do quá trình trình bày nó bất cập, mình chưa có thao diễn, mình chưa có diễn đạt một cách lưu loát, và có thể mình quên sót nhất thời thì nó khác chứ. Còn nếu trong văn bản viết tác ý thì các thầy phải chỉnh sửa lại chứ. Cho nên phải có văn bản gửi đến giáo thọ và toàn thể tăng ni sinh viên. Thời gian thuyết trình là quy định. Ví dụ 1 tiếng rưỡi thì chúng ta đã mạch ước với nhau là 1 tiếng thôi, còn nửa tiếng đi cho giáo thọ, ta truy vấn các huynh đệ, ta chấm bài, hoặc là huynh đệ khác góp ý để cho cái bài mình đã được hoàn thiện. Bởi vì mục đích chúng ta đây là để đến với nhau để học. Đây là một cái cách học. Từ cái việc quý vị học tổ để lên thuyết trình, rồi huynh đệ chia sẻ ý kiến, đó cũng là cách học. Chứ không hẳn rằng chỉ có ông thầy giáo dạy, giảng, nói, mà chính huynh đệ góp ý cùng nhau học. Cho nên phần nội dung, nếu quý vị viết nội dung ổn, tốt đẹp, trọn vẹn, được 5 điểm. Tất cả những phần khác như sư Hoàng vừa trình bày gom lại 5 điểm nữa. Bởi vì đây là quý vị đang học cái nghệ thuật diễn giảng. Lớp này lớp quyền pháp, chứ không phải là cái lớp khác chỉ học cần nội dung không. Mà quý vị học xong rồi cần phải đem ra trình làng, thuyết trình, hướng dẫn quý nam nữ Phật tử. Cho nên tất cả những điều này nó hòa quyện để trở thành một bài pháp có sống động hay không. Lời thuyết trình của mình có thuyết phục người khác hay không, hay chỉ là cái bài nghe thì có nội dung đó mà nghe nó chán quá đi. Cho nên với những điều giác quan đưa ra, ví dụ như chất giọng, thông thường chất giọng nó quan trọng lắm. Nhiều khi huynh đệ chúng ta có nội dung rất hay, nhưng cái giọng nói không mạnh mẽ,
không biểu cảm. Đôi khi chúng ta đọc thơ thì có cách đọc thơ khác với khi lý luận chứ. Cho nên cái giọng nó cũng rất quan trọng. Hoặc là nói đớt là thất bại ngay. Hoặc là cái giọng như giọng Bình Định Sư Hoàng đây cũng có một chút hơi bị thất bại đó. Tức là giọng không phải là cái giọng chuẩn lắm, giọng người Hà Nội hoặc là giọng thành phố Hồ Chí Minh thật chuẩn. Còn những giọng như giọng ở Huế nói vẫn nghe hay, nhưng mà nếu chúng ta ra xa quản trị một chút nghe rất là khó. Cho nên cũng có những cái chất giọng có thể làm MC được, thuyết trình được, hoặc là giọng Quảng Ngữ. Quảng Ngãi không có nói rõ chưa ngờ được, cứ nói cái đớt vậy. Hoặc miền Tây cứ nói cái gỗ không à, cái gỗ chứ không nói cái rổ được. Thì trong quá trình học khoa Hoằng Pháp này, quý vị phải chỉnh sửa hết. Cho nên chất giọng trầm ấm hùng hồn, phát âm chuẩn xác một điểm. Cách biểu đạt đi đứng cộng thêm với cái phối cảnh màn ảnh bao bôi có thể là một điểm, hoặc là cái này có thể là hai điểm. MC chỉ 0.5 thôi, tại vì MC ngắn thôi. MC 0.5 thôi. Cách thực hiện đề tài, tức là quy trình, một điểm. Bài gỡ đến giáo thọ một điểm. Thời gian 0.5 điểm. Thời gian này là trong này giáo còn cho điểm là ít chứ nhiều chỗ là cho chính cái thời gian, nhiều khi chỉ quy định một tiếng đồng hồ. Ví dụ ở lớp này chúng ta học thông thả, cho nên chúng ta có thể chế giáo án chút đỉnh. Nhưng khi thuyết trình không được chế giáo án, bằng mọi giá chúng ta phải gói kiếm đề tài chúng ta đúng thời gian quy định. Thậm chí chúng ta chuẩn bị một tiếng, nhưng lên thời gian ban tổ chức cho 60 phút, mình vẫn có thể quyền biến, mình nói với nội dung ấy, nhưng tổng lược 60 phút. Đây là khả năng trí tuệ của người thuyết trình. Cho nên tất cả những phần còn lại cho 5 điểm, còn nội dung là 5 điểm. Huynh để chúng ta lưu ý. Ngoài ra, như khi Sư Hoàng hỏi cái người nào mà người đó trả lời không được thì chính cái người đó bị trừ điểm. Và nếu mà trả lời mà nếu quả thật huynh đệ không có biết đoàn kết cùng nhau thực hiện thì trừ điểm cho cái tổ đó. Thay vì cộng hết tất cả là 9 điểm chẳng hạn, nhưng mà huynh đệ không có thực hiện trọn vẹn mà chỉ có vài người thực hiện thôi thì phải trừ cái điểm đó đi, thì còn phải 7 điểm thôi. Nhưng mà cái người kia ví dụ có mang tính cá nhân, chỉ một hai người, không thể trừ hết điểm cả tổ được. Cho nên tùy theo điểm trừ, nếu điểm trừ đó là nhắm đến toàn bộ cái tổ thì mình trừ cho cả tổ. Còn nếu cái cá nhân một người hai người không nắm bài được thì Sư Hoàng trừ cái điểm người kia thôi. Cho nên điểm không nhất thiết là giống nhau như đúc, và đặc biệt là các vị thuyết trình là phải có điểm cộng hơn. Ví dụ như đề tài này 10 điểm đi, bây giờ chúng ta cộng lại thử được mấy điểm rồi, xong rồi cộng thêm những người thuyết trình tương đối thành công. Ví dụ như thầy chẳng hạn, thầy thuyết trình thứ tư nè, thầy Quy Thuận chẳng hạn, hoặc là thầy Thiện Khánh chẳng hạn, hoặc là cái cô thuyết trình cuối cùng là cô Bảo Tịnh hả? Cái gì Ngọc? Tuệ Ngọc, cô Tuệ Ngọc. Như vậy những vị mà thuyết trình tương đối đạt chuẩn, không những về nội dung mà có cung cách uy nghiêm, giọng nói ấm áp, thì chúng ta phải cộng điểm thêm chứ. Chứ làm sao bằng với những vị huynh đệ chỉ ngồi thôi. Chắc chắn những vị mà thuyết trình như vậy phải xuất sắc hơn trong tổ, cho nên trong tổ mới đề cử. Cho nên mình phải chấm điểm cái này để chi li một chút, để khích lệ những ai phát tâm thuyết trình. Rồi thậm chí trong tổ các vị đề xuất những vị có công xây dựng dàn bài, đóng góp ý tưởng vân vân, những vị này có thể cộng thêm điểm. Thì các vị cũng có thể đề xuất, nhưng mà phải hết sức là khách quan, phải được sự thống nhất chung của tổ. Cho nên thưa quý vị, giáo hoàng xin nhận xét một cách tổng quan về bố cục bài tương đối ổn, và cách chia phân chia huynh đệ thuyết trình như giáo hoàng đã gợi ý quý vị thực hiện đúng với quy trình, tức phần từng mỗi phần mỗi vị lên thuyết trình để dàn trải ra huynh đệ đều thực tập, chứ không phải chỉ một người bao xô bao thầu hết.
Như vậy cái cách thực hiện của tổ bốn là được. Về nghiên cứu nội dung thì quả thật có nghiên cứu về các phương diện xã hội, thông qua các cái kênh mạng để điều tra các cái thông số, ví dụ ở Việt Nam, ở Mỹ, ở Triều Tiên, ở Trung Quốc, những cái thông số đó rất cần thiết để từ đó phản ánh cái thực trạng. Về cái sức khỏe, nói đến cái tác hại của việc nạo phá thai dẫn đến sức khỏe, khủng hoảng sức khỏe, khủng hoảng tinh thần, như tinh thần, như tâm lý, mệt cảm vân vân. Nhưng trong đó nói đến cái tình trạng ung thư là do các cái vong linh gieo rác, cái này nó hơi có vẻ rằng hơi tôn giáo quá đi. Chúng ta không có chứng minh được điều này. Cho nên khi thuyết trình những yếu tố mang tính tôn giáo do người ABC nói mà không có thuyết phục được, đề nghị chúng ta phải loại trừ ra hết. Còn chừng nào chúng ta nói chuyện mang tính cá nhân, nghe người A người B nói đó là cái quan điểm cá nhân, chứ giờ nói ung thư, ung thư nó thuộc về vật chất, sắc uẩn mà do tác động bởi các vong linh, điều này không ai chấp nhận được. Ví dụ do ảnh hưởng môi sinh nè, do nhiệt độ lên nè, do thực phẩm ăn uống nè, vân vân vân, nó ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến các cái bệnh trạng nhân dân. Cho nên nói rằng là các cái bệnh trạng ung thư khó rồi vân vân là do các vong linh gieo rắc, cái điều này nó không có phản ánh cái khách quan. Hoặc là khi các thầy thuyết trình đôi khi cũng quên sót một hai chữ, sư hoàng thì cũng thông cảm thôi. Ví dụ cái bài kệ giả sử bá thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, đọc cũng hơi lập cập, thì đọc là sở dĩ bá thiên kiếp, đâu có đúng được. Giả sử bá thiên kiếp mà đọc là sở dĩ bá thiên kiếp là trật rồi. Sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thờ, quả báo hoàng tự thọ. Đúng ra mấy bạn chữ Hán quý vị phải dịch nghĩa, bởi vì đâu phải ai cũng biết chữ Hán hết, như chúng ta là quen rồi, hiểu rồi. Nhưng quý vị phải lấy đối tượng đây là người nghe, người nghe là cư sĩ. Mặc dù có nhiều trường hợp, kính thưa chư huynh đệ Tăng Ni, khi có những nội dung mang tính phổ quát là thưa Tăng Ni, còn có những trường hợp mà dầu Tăng Ni đi nữa thì mình vẫn phải dịch nghĩa. Còn cái trường hợp mà mình nói là các huynh đệ đây ai một ngày kia có thai đâu có được. Cái đối tượng này là đối tượng hàng xuất gia, mình nói chừng là trong trường hợp các vị cư sĩ, nếu là một người cư sĩ ở gia đình, vân vân vân, mình phải đặt trường hợp đó chứ nói huynh đệ Tăng Ni mà có thai là sao? Cái chỗ này là không có được sử dụng cái ngôn ngữ này. Giả sử quý vị có con là sao? Giả sử quý vị có con là đâu có được. Mình nói là nếu các cư sĩ ở đời như vậy, mình phải nói làm sao mà nó không bị kẹt ở trong đối tượng nghe của chúng ta là Tăng Ni. Hoặc là nói đến chánh niệm dẫn đến cái chánh tuệ, chánh niệm dẫn đến cái tuệ giác. Còn nói đến chánh tri kiến thì có cái thuật ngữ là nói đến chánh niệm dẫn đến tuệ giác cái bành nhà, hoặc là chánh tri kiến là cái samadhi, là cái nhận thức đúng đắn. Mà thật ra cái chánh niệm dẫn đến cái tuệ giác của bành nhà là đúng hơn. Còn cái chánh tư duy mới dẫn đến cái chánh kiến, từ tư duy đúng mới nhận thức đúng. Cho nên quý vị không thể nói là chánh niệm dẫn đến chánh tuệ. Kính thưa quý vị, nhất là khoa Hoằng pháp, lưu ý ngày nay giảng sư giảng rất là nhiều, nhưng mà giảng bại, giảng trật, giảng sai, thậm chí giảng phi pháp, thậm chí giảng tà pháp cũng rất là nhiều. Quý vị phải lưu ý điểm này. Thứ nhất là không có nắm vững về Phật học. Thứ hai, không nắm vững về các truyền thống tôn giáo khác. Rồi chúng ta phối hợp mà chúng ta nói, dẫn đến ngoại đạo tôi nghe tôi chê cười thôi. Thứ hai nữa, các thầy mà uyên bác Phật học thì nghe biết rằng là mình rất là non. Cho nên chúng ta phải lưu ý điểm này. Cái gì biết thì nói, cái gì không biết thì thôi. Nhất là khi đứng trước cử tọa, như nhiều thầy cô nói cái chuyện năm 2000 là năm đó, lúc bấy giờ là trời đất này sẽ bị diệt vong, thế giới này tan hoại, vân vân. Mình nghe thiên cơ sấm giảng, nhất là người tu sĩ là cấm tuyên truyền thiên cơ sấm giảng, mà nhất là tu sĩ mình lại nói thiên cơ sấm giảng làm chi? Người ta công an nó chưa bắt là mày. Cái đó là sự thật. Nó cho nên quý vị, rồi ví dụ khi thuyết trình
mình nên xiển dương đạo Phật, đưa những hình ảnh các vị Bồ Tát, các Phật trong kinh văn hơn là các truyền thống tôn giáo khác. Chừng nào đi tới các truyền thống tôn giáo khác, lúc bây giờ mình lấy cái hình ảnh Chúa Kitô hội bác ái, chẳng lẽ tu sĩ mình không có tinh thần nhập thế dấn thân hành đạo độ đời sao? Cho nên mấy cái điểm này là điểm nhạy cảm nữa. Như vậy đôi khi chúng ta giới thiệu hình ảnh bên ngoài mà chúng ta không giới thiệu hình ảnh của chúng ta, chứng tỏ rằng chúng ta không có. Chỗ này quý huynh đệ phải lưu tâm. Rồi sát sanh cho rằng là đồng với ngũ nghịch tội khác biệt. Thậm chí giết người cũng không có thể là bằng ngũ nghịch tội được. Ngũ nghịch tội phải giết đó là đối tượng là cha mẹ, A-la-hán, làm thân Phật ra máu, phá hợp tăng, đối tượng đó là đối tượng cha mẹ mình. Thậm chí chú bác nó cũng khác nữa. Bởi vì cha mẹ là cái người có công sanh thành dưỡng dục, có ơn lớn với mình, mình còn đang tâm xuống tay giết hại, thì như vậy cái tâm tàm, tâm quý hay lương tâm của mình đã giết sạch rồi. Cho nên quý vị không thể nói rằng sát sanh đồng với ngũ nghịch tội. Cho nên một cái thai nhi nhỏ có tội chứ không phải là không, bởi vì đó có cái tình thức. Nhưng mà gọi là nó đồng đẳng với một sinh linh có trí huệ, sinh linh có sự sống, hoặc là như các bậc giáo thọ, hoặc các bậc A-la-hán, hoặc là cha mẹ, khác biệt hoàn toàn. Cho nên cái tội nó cũng có tội nặng tội nhẹ chứ. Tội mà coi như đứa phát thai khi có 1-2 tháng khác, mà 9-10 tháng khác, do cái quá trình cái thai nhi nó lớn mạnh và cái tình thức chấp vào, nó khiến cho cái sự khổ đau nó lớn hơn. Tuy nhiên nói đến cái việc phá thai là điều cấm kỵ, như các thầy đã nói, nói đến cái quy luật nghiệp báo nhân quả, ảnh hưởng đến tâm lý vân vân và vân vân. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ quý vị phải lưu ý. Hoặc là nói rằng câu là thân ra khỏi thế tục nhưng tâm nằm trong tục đạo, trật. Tâm phải ra khỏi thế tục nhưng thân nằm trong cõi tục thì nó đúng chứ. Tâm mình nè là phải ra khỏi thế tục, nhưng mà còn cái thân mình thì ở trong cái cõi ta bà. Chứ chúng ta nói thân thì ra khỏi thế tục, mà tâm, nhưng tâm nằm trong tục đạo, nó ngược lại quá chừng rồi, đúng không? Cho nên tuy là tâm chúng ta phải ra khỏi thế tục, nhưng mà cái cuộc sống của chúng ta vẫn còn nằm trong cõi ta bà. Cho nên chúng ta phải hiểu, phải biết để độ sinh. Cho nên những cái chỗ này quý vị phải khéo léo, bằng không là nói nó trật đi. Rồi thứ hai, cái phần mà thầy gì Thiện Khánh đó, khi mà nói thì không thấy, nhưng mà khi coi ở trong cái bao bồi, thay vì là lời chia sẻ của lớp Hoằng Pháp, chứ đây là lời dạy của lớp Hoằng Pháp sao được? Chỗ này phải tế nhị chứ, mình ai mà mình đi dạy, lời Phật dạy chứ. Quý vị chẳng tin là mở lại cái bao bồi coi, sư hoàng nhìn ở trên này là thấy đây lời dạy của khô Hoằng Pháp, ngược lại 1-2-2, đúng không? Cái chỗ này là chúng ta phải tế nhị lời chia sẻ của tổ bốn khoa Hoằng Pháp, của một nhóm tăng ni thôi. Đó lời dạy của người Hoằng Pháp, đúng không? Chúng ta là ai? Cho nên trong cái trường hợp này chúng ta gọi là lời chia sẻ. Chừng nào mà trích ra lời Phật, lời tổ, mấy cái này. Sở dĩ có cái bài là dạy giác hoàng mới chấm, từ việc cấu trúc bài, cấu trúc dàn bài, cho đến lập luận, câu cú, văn chương. Chứ nếu không có dàn bài nghe thông thoáng thôi, nhưng mà khi nếu quý vị nộp cái bài mới thấy rằng là biết bao nhiêu cái lỗi trong đó. Cho nên hôm nay là bữa là đầu tiên quý vị thuyết trình, như vậy là kể ra là có thành công, rất thành công, phải nói như thế. Cho đại chúng cho một tràng pháo tay đi. Nhưng mà cho điểm, bây giờ Giác Hoàng không phải là một người tự chấm điểm, mà Giáo Hoàng muốn đại chúng chấm điểm khách quan. Mà để cuối cùng đi, ví dụ hôm nay chúng ta ghi nhận, để rồi những lần sau huynh đệ tổ khác thuyết trình nữa, rồi cuối cùng chúng ta có một cái đối chiếu giữa các tổ. Và dĩ nhiên là chúng ta phải ghi âm lại, rồi hình ảnh phải có đây, tư liệu nộp lại, rồi chúng ta mới đối chiếu hết để cho một cái điểm. Ví dụ điểm 8, điểm 9, điểm 10, hoặc là điểm 7, ví dụ vậy. Sư Hoàng hy vọng rằng là phải từ điểm
À, không, bây giờ hôm nay mà cho điểm 9 liền đâu vậy? Đâu nhanh thế? Phải từ 7 trở lên hết. Sư Hoàng hy vọng là từ 7 trở lên hết. Tức là sư vọng hy vọng tổng quan toàn bộ quý huynh đệ là từ điểm 7 trở lên đến điểm tổ. Còn cái người thuyết trình thì có thể cộng thêm một điểm nữa là 8. Người nào thuyết trình xuất sắc thì có thể cộng thêm một điểm rưỡi là 8, 8 rưỡi. Ví dụ như thế. Nếu bản thân tổ đó đã thuyết trình tốt rồi mà đã được 9 điểm rồi mà người kia thuyết trình hay nữa thì cộng thêm điểm của vị thuyết trình là thành 10. Đó là cách cho điểm của sư Hoàng, công bố để cho toàn thể chư huynh đệ Tăng Ni Khoa Hoàng Pháp nắm, để tự huynh đệ cũng tự cho điểm mình được, chứ không nhất thiết là một mình sư Hoàng đâu, mà huynh đệ thấy rằng cho điểm này công bằng, đúng không? Để sau này sau khi thuyết trình xong hết 5 tổ, chúng ta có một cái điểm khách quan công bố để cho huynh đệ thấy rằng chúng ta làm việc tập thể, quý huynh đệ cũng làm việc, giác quan cũng làm việc, và huynh đệ thầy trò cùng nhau làm việc. Hy vọng những lần sau giác quan và toàn thể đệ chúng Tăng Ni cũng được nghe những bản thuyết trình hết sức là có giá trị. Và điểm chấm hôm nay tạm thời cứ cho rằng là 8 đi. À, 8 đi. 8 là cái là khá rồi. 8 là khá rồi. Nhưng mà để còn coi các tổ khác, nếu biết đâu có những tổ quá xuất sắc thì sao? Cho nên việc chấm điểm nó khó là không phải thấy mà cho liền, mà còn phải đối chiếu với các tổ khác nữa. Cho nên tạm thời cho điểm hôm nay là điểm 8. Chúc đại chúng an lạc. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt cho ban cho cái tổ 4, chúng con xin thành kính tri ân trên giáo thọ sư đã cho chúng con những lời giáo huấn để chúng con rút kinh nghiệm và học hỏi thêm, và chúng con hứa sẽ đoàn kết tới tổ hơn. Và chúng con xin cảm ơn chư huynh đệ Tăng Ni đã lắng nghe và ủng hộ cho chúng con đến giây phút cuối cùng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.